Vào ngày 26 tháng 5 năm 2021, trang web chính thức của STU 40A đã đưa ra thông báo nói rằng công ty đã chấp nhận yêu cầu dừng hoạt động và rời khỏi STU 40A của Kenkyu Seizen 2 Tamura Nasuki. Ngày hoạt động cuối cùng dưới tư cách thành viên STU-40 của Tamura Nasuki sẽ là vào ngày 25 tháng 7 năm 2021.